Xin chào tất cả các bạn, hôm nay trên Trang For You và các bạn chúng ta sẽ tập một cái bài tập toàn thân giúp giảm mỡ, tăng cơ cho tất cả các nhóm cơ và tất cả các bộ phận trên khắp toàn cơ thể. Chúng ta sẽ đốt cháy 300 calories cho bài tập này. Nào, giờ thì đồng hồ báo hiệu đã đến giờ tập rồi, chúng ta cùng tăng cơ giảm mỡ tối đa với bài tập toàn thân ngày hôm nay nhé. Remember to warm up your body before any workout routine, but first of all, let's warm up our fingers by clicking the subscribe button and turn on the bell. Luôn làm ấm cơ thể trước bất cứ bài tập nào, nhưng trước hết hãy làm ấm những ngón tay của bạn bằng cách đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để chúng mình kết nối cùng nhau. Đến với động tác đầu tiên, chúng ta có leg dip cho chân bên phải, hai tay khoanh trước ngực, nâng gối cao, đầu gối chạm tay. Chúng ta thực hiện động tác liên tục trong 45 giây cho chân bên phải. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Giờ thì cùng leg lift cho chân bên trái nào. Chúng ta đã khá quen thuộc với động tác này rồi. Giờ thì chúng ta sẽ thực hiện cho chân bên trái trong 45 giây. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Giờ thì cùng xoay hông hip circles từ trái qua phải, rồi ngược lại từ phải qua trái, động tác chậm rãi, cố gắng gồng siết chặt core trong suốt quá trình tập động tác này. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Đến với body twist, chúng ta sẽ tăng nhịp tim của chúng ta lên cao, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đốt cháy nhiều calories hơn cho động tác này. Đây là một động tác cardio tuyệt vời, giúp tăng nhịp tim, đồng thời là tác động vào mỡ vùng hông đùi, eo, tay vai và tất cả các bộ phận trên cơ thể. Năm, bốn, ba, hai, một. Bước qua set 2, chúng ta sẽ tập các động tác nhằm tác động vào mỡ vùng cánh tay và bắp tay, giúp thon gọn, săn chắc.
arm front push là động tác đầu tiên của set 2. Chúng ta sẽ thực hiện động tác trong 45 giây. Năm, bốn, ba, hai, một, nghỉ giải lao 15 giây nào. Ba, hai, một. Lưu ý gồng siết chặt cánh tay khi thực hiện động tác arm squeeze. Động tác này đốt cháy mỡ vai, lưng trên và cánh tay, bắp tay rất rất hiệu quả. Vì thế chúng ta sẽ thực hiện động tác trong 31 giây nữa nhé. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Đến với động tác arm straight, chúng ta sẽ thẳng cánh tay ra, dang ngang về hai bên. Sau đó chúng ta sẽ đẩy hai cánh tay về phía trước theo kiểu ép mở, ép mở, ép mở. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Động tác water pump, chúng ta sẽ kéo giật mạnh tay về phía sau và chúng ta sẽ thực hiện động tác này cho tay phải trong 22 giây đầu. Sau đó chúng ta sẽ đổi cho tay trái trong 22 giây còn lại. Ba, hai, một, đổi tay nào. Năm, bốn, ba, hai, một. Cùng nghỉ giải lao 15 giây trước khi chúng ta bước vào set 3. Một cái set mà dành cho các động tác chuyên về phần cơ bụng và core, giúp chúng ta làm săn chắc, giảm mỡ bụng và khỏe core. Động tác đầu tiên của set 3, chúng ta có alternate leg hold. Chúng ta lần lượt ôm chặt gối và kéo sát vào ngực cho từng chân luân phiên trái phải. Lưu ý khi chúng ta kéo sát chân vào ngực thì chúng ta sẽ thở ra, và khi hạ chân xuống thì chúng ta sẽ hít vào. Nhớ hít vào, thở ra đều đặn nhịp nhàng. Chúng ta còn 23 giây nữa. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một.
Giờ thì cùng đạp xe đạp, chúng ta sẽ đạp chậm rồi nhanh, chậm rồi nhanh, cứ như thế liên tục đều đặn trong suốt 35 giây nữa. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Giờ thì cùng thực hiện động tác back bobbles. Chúng ta sẽ gồng siết mạnh và siết chặt cơ mông trong suốt quá trình thực hiện động tác này. Đây là một động tác tuyệt vời cho cả phần thông trên và phần thông dưới, giúp chúng ta giãn mở cánh tay, bắp tay, vai lưng, nâng mông, nở mông và săn chắc cơ đùi. Ba, hai, một. Ba, hai, một. Uphold and legs là một cái động tác khó, đòi hỏi chúng ta phải gồng siết chặt thật chặt core để giúp chúng ta trụ giữ thăng bằng trong suốt 45 giây. Chúng ta sẽ thực hiện động tác này vì một cái bụng phẳng, eo thon và vì một cái đôi chân thon thả nụt nè. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn tất cái động tác này các bạn nhé. Cùng nghỉ giải lao 15 giây trước khi chúng ta bước vào set 4, một cái set chuyên cho vùng mông đùi, phần thân dưới của chúng ta. 3, 2, 1. Giờ thì cùng Donkey Kick Pause cho chân bên phải. Chúng ta sẽ ở tư thế low plank, hai khuỷu tay chống sát xuống sàn, một chân chống trụ giữ và chân còn lại thì đá cao, lên xuống nhịp nhàng. Chúng ta còn 30 giây nữa cho động tác này. Yeah, show 'em I can still rap though. In the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like the paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s. Ba, hai, một. Giờ thì cùng đổi bên cho Donkey Pose chân bên trái nha. Chúng ta đã khá quen thuộc với động tác này rồi. Giờ thì dập lại một lần nữa với chân trái nào. Money in the carry on them boy planes. Money in the carry on them boy planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if you won't take a lazy day. Wife you want me, told me take a break. I keep going to the paper street. Then it's trips out to Montego Bay. If I take the job, better I get it done. I said it before, I'm a 101. I just got some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me calm. Diamonds on your neck, bet they on your neck. You want that watch, you better rock and tech. You want the chain, you better cop a vest. You want the check, but can you make it? 3, 2, 1.
động tác circles and kicks cho chân bên phải. Đây là một cái động tác tác động kích hoạt vào hai cái nhóm khối cơ là gluteus medius và gluteus maximus, giúp cho các bạn nào mà có vấn đề về hõm mông, hóp mông do cấu trúc xương thì chúng ta có thể kích hoạt cái phần cơ ở cái nhóm cơ này, giúp cho phần cơ đầy hơn và từ đó thì sẽ giảm bớt cái tình trạng hõm mông, hóp mông. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Giờ thì cùng lặp lại động tác trên một lần nữa, circle and kicks cho chân bên trái. Năm, bốn, ba, hai, một. Work out complete. You did a very good job. I'm so proud of you. Congratulations. See you next time. Kết thúc bài tập rồi. Các bạn tập tốt lắm. Mình rất tự hào về các bạn. Hẹn gặp lại trong các bài tập sau nhé.